Anh em nhìn nhá, đây là con chim trống nhá, vừa là khách vừa là sinh sản. Bắt con nó ra đây. Đây anh này thích ngủ, ngủ đi. Ngủ. 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 Rồi, này bắt con mày cho mày đi đẻ đứa mới vậy. Ngu. Ok bà con này à, căn này đến đúng 29 ngày một đứa, bắt đều tết giờ không biết bao nhiêu đôi đấy, có mỗi một cái lỗ thò tay vào là nhận chiến lợi phẩm. Ô con mái đang u con. Tầm này là bón là ok nhá anh em nhá. Con của nó ấy. Con mái là rất là lành. Ui nó bón toàn lúa vào người. Đây, một chú, một em. Đó, đầm này nhá. Về bón cực thuần. Đấy. Nhìn rất là to mực.
Đấy, để vào đây. Đó, tầm này là bón cực cực chuẩn này. Con mái này thì rất là thuần, con mái này nó không đánh. Đấy. Ok. Đây một em nữa. Đấy. Hai chú ngây ngô cho ra nuôi bộ. Nuôi bộ được khoảng một tuần thì nó đủ lông đủ cánh, được nghiên cầu, bắt đầu lách tách học mổ thì bán cho các bạn. Đó. Này. Con này là lại trở về gọi là tiếp tục là đi đẻ nữa mới. Ổ này là gần như là đấy, đây là một cái lỗ này. Bịt vào, chuột không vào được, không con gì vào được cả. Đó, chạy vào đây. Đó, và gì? Trần viên gạch lên. Đó, giờ trên đỉnh này là có một số cái lá này rất là mát cho chim. Đây là nắng gió, kể cả bể tắm. Đó. Đây. Hai con này thì ok đó. Các bạn thân mến, thì đây là một đôi chim. Theo tự nhiên là mình thấy nó cháo đầu như này là một trống một mái, mà theo kinh nghiệm của mình thì đây là con trống này, đây là con trống này. Con trống này các bạn nhìn thấy này, thứ nhất là chân nó rất là to. Đấy, chân to. Đó. Đấy. Đấy, để vào đây. Chân to. À. Để đây cho nó khỏi lạnh. Các bạn khi nở ra các bạn kiểm tra chân. Đó. Đó. Con này bảo nó gáy à? Vâng. Bảo tiếp đi. Anh ơi, con định bảo mấy lần thôi. Lần thứ hai nó không gáy nữa. Đi vào. Đi ra. Đây là lúa để cho chim sinh sản ăn. Đó. Ngoài lúa ra có thể là thuốc.
hoặc là một số cái biện pháp nữa. Thế tại sao là một đôi chim ra đời, đúc ra một đôi chim rất là hiệu quả và nhanh như vậy? Các bạn cần phải nghiên cứu. Cái chủ đề đối với mình rất là đam mê. Thì ở trên diễn đàn á, thì có một số anh em hỏi là bắt ở ngoài thiên nhiên thì có sau khi nhìn thấy nó ấp thì bao nhiêu ngày thì bắt được. Thì mình cũng trả lời luôn là cái nó ấp thì 13 ngày nữa. Nếu như các bạn phát hiện thì các bạn bắt khoảng ngày thứ cộng thêm khoảng 5 ngày nữa là ngày thứ 18, ngày thứ 17. Các bạn lên các bạn ngó, nếu mà ngó thì thường là nó sẽ rơi vào tầm này. Đấy, nhưng mà các bạn chậm thì khoảng 5 ngày nữa thì mẹ nó sẽ dạy nó biết bay. Nên là các bạn thường là các bạn phát hiện chim nó thì các bạn nên căn khoảng 17 ngày sau các bạn nên bắt. Như con chim này thì cũng nở được khoảng 1 tuần tuổi, 6 ngày tuổi. Quý vị và các bạn yên tâm khi mà mua những đôi chim giống của bên mình. Số điện thoại của bên mình là 0163 530 9882. Mình tên là Thao, đang ngụ tại cái trại chim thuộc địa chỉ là xã Vân Hòa, ở gần cổng trại đà điểu Thủy Phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái số là 0163 530 9882 cũng được đăng ký bằng Zalo và Facebook là Chim Cu Gáy Hay, cũng như kênh YouTube của mình là kênh Chim Cu Gáy Hay. Các anh em có thể giao lưu. Và cái số tài khoản thì các bạn chuyển khoản giao dịch cho bên mình là 2210 205 156 681. Vũ Văn Thao là chủ tài khoản Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Ba Vì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hãy nhớ là hãy đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận video mới. Thì đây là những con chim mà các bạn nên bắt ra tầm này các bạn bón. Tất nhiên các bạn nào chưa quen thì nên để thêm khoảng 3 ngày nữa. Thì với mình tầm này là đẹp nhất, nó không nghe thế nào cả, nó sẽ rất thuần sau này, nó sẽ rất thuần. Con chim này các bạn kiểm tra qua là móng này. Đấy. Các bạn tầm này là các bạn không nên cho nó nằm ổ nhiều. Đấy. Đây, các bạn nhìn này. Cái hậu môn của nó rất là nhỏ. Còn con này tuy nhỏ nhưng hậu môn lại to hơn một tí. Thì nó là giống cái nó thực hiện sinh sản ra quả trứng. Bây giờ các bạn nên để trên cái sàn để cho móng chân nó phát triển. Đó. Thì nó sẽ không bị hỏng móng. Các bạn bắt chim non thì các bạn nhìn này, cái diều của con chim non lúc nào nó cũng tầm này. Đó, cái diều của nó đây. Đấy. Đấy, diều vừa phải. Thế trong cái diều này vừa phải. Xem là nó bón những cái gì. Đây là nó bón, thực ra nó bón cả thóc vào, nhưng mà nó bón rất khéo. Trong cái nước bọt của con chim mẹ nó có enzyme, nó có như kiểu men tiêu hóa. Từ bây giờ mình để ra nó hơi lạnh một chút rồi thì phải cho vào ngay.